Sáng ngày 9 tháng 8, một thanh niên đi xe máy tới tiệm vàng trên đường DT 743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương. Tại đây, người này hỏi mua lắc vàng. Khi chị H 34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đưa cho thanh niên xem hai chiếc lắc trị giá khoảng 49 triệu đồng, thanh niên này xin đeo thử vào tay rồi giật bỏ chạy. Nghe chủ tiệm hô hoán, người đi đường đã đuổi theo tông vào xe làm đối tượng ngã xuống đường rồi khống chế bắt giữ. Tại công an phường Tân Đông Hiệp, đối tượng khai tên Nguyễn Đức Mừng, 23 tuổi, quê thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.